Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để xem khối ngoại và tự doanh mua bán như thế nào trong ngày, cập nhật liên tục theo tín hiệu mua bán từ lúc bắt đầu 9 giờ đến lúc kết thúc 2 giờ 45. Thì các bạn có thể xem trên MBS để cho đẹp và dễ nhìn. Đây, chuyển động của tổ chức này. Đấy, các bạn nhìn này. Nước ngoài mua bán dòng này. Thì như là phiên ngày 5 tháng 3 thì tổng mua là 715 nghìn tỷ. Đấy. Đây thì họ bán ra là 2019 nghìn tỷ. Đấy, trừ đi thì bán mua bán dòng ở đây là 1,3 nghìn tỷ. Đấy, họ mua có 715 tỷ thôi. Thì đây họ nhìn này, bán Power này, bán Vinhome này, bán các cổ phiếu này, đấy, trụ này. Thế họ bán rất nhiều của vũ trụ và họ mua một ít về PDX dầu khí này. Đây DG này. Kiểu đây những cái xanh xanh rất nhỏ thôi nhưng đa phần họ bán bao rất mạnh. MVB, Vinhome, CTG, Vinhome, Vietcombank, VIX. Đấy thì trong đấy thì tự doanh này, kích sang cái tab tự doanh này. Thì tự doanh mua 409 tỷ, bán là 303 tỷ, mua dòng 106 tỷ, lấy cái này trừ cái này ra. Này, nói nhỏ tôi Đấy. VIX này, GAT này, mua rất nhiều nhất là GAT này. Thì sang tuần GAT sẽ tăng mạnh. Đấy. OC này. Chuyển động ngành, các bạn kích sang chuyển động ngành này, bất động sản bán này, khí đốt này, nước dầu khí, khí đốt này, điện hóa chất này, đấy, dịch vụ tài chính các kiểu nó tăng này, bất động sản giảm, ngân hàng đang giảm một chút này, bất động sản giảm nó mạnh này. Đấy, các bạn chú ý tuần sau là tuần của khí đốt, nguyên vật liệu. Ok, có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn cứ chat Zalo với mình 0966 1923666, mình sẽ tư vấn thêm. Mở tài khoản tại TCBS với phí giao dịch chỉ 0,1%. Tham gia Zoom VIP để nhận các khuyến nghị đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.